Các nghiên cứu gần đây cho thấy mỏ khí đốt lớn nhất thế giới North Field tại Qatar chứa trữ lượng khí đốt khổng lồ, ước tính lên tới khoảng 6.800 tỷ mét khối. Do đó, Qatar sẽ bắt đầu phát triển dự án LNG mới từ khu phía tây mỏ North Field với sản lượng khoảng 16 triệu tấn một năm, nâng tổng sản lượng khí tự nhiên hóa lỏng LNG của Qatar đạt 142 triệu tấn một năm. Tập đoàn Qatar Energy sẽ sớm khởi động dự án để bảo đảm hoàn thành kế hoạch tăng sản lượng đúng hạn. Mới đây, Qatar Energy đã ký một loạt thỏa thuận cung ứng khí đốt dài hạn, bao gồm cung cấp 7,5 triệu tấn LNG một năm cho công ty Petronet của Ấn Độ trong 20 năm, thỏa thuận cung cấp cho Bangladesh 1,5 triệu tấn LNG một năm trong 15 năm và các thỏa thuận LNG với các tập đoàn lớn của Trung Quốc, Pháp, Anh và Italy. Những biến động trên thị trường ô tô đang khiến các hãng xe dần dần có một sự điều chỉnh mang tính thận trọng hơn với chiến lược xe điện của mình trong năm nay. Hãng Mercedes-Benz đã điều chỉnh chiến lược cho tới năm 2030 từ hướng tới xuất xưởng toàn bộ là xe điện sang xuất xưởng cả xe điện và lai xăng điện. Trong đó, xe lai xăng điện sẽ chiếm một vị trí quan trọng. Cùng quan điểm này, hai nhà sản xuất lớn của Mỹ là GM và Ford đã phải giảm mục tiêu sản lượng xe thuần điện trong năm 2024 do dự báo nhu cầu chững lại, đồng thời giới sản xuất xe điện cũng đưa ra kế hoạch giảm giá để thu hút khách hàng. Tesla đã giảm giá từ 10 đến 20% tại nhiều thị trường trong năm ngoái, trong khi Stellantis hay Ford đang nghiên cứu các mẫu xe điện nhỏ với giá thành rẻ hơn, chạy đua với các mẫu xe giá rẻ đến từ Trung Quốc. Theo nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển châu Á, phí nhập khẩu của Liên minh châu Âu đối với các sản phẩm thâm dụng carbon được kỳ vọng có tác động hạn chế tới biến đổi khí hậu và chỉ có tác động tiêu cực nhẹ tới các nền kinh tế ở châu Á và Thái Bình Dương. Cụ thể, cơ chế điều chỉnh biên giới carbon CBAM của Liên minh châu Âu dự kiến có hiệu lực vào năm 2026 sẽ áp phí nhập khẩu đối với các sản phẩm như thép, xi măng và điện dựa trên lượng khí thải CO2 trong quá trình sản xuất chúng. Thống kê cho thấy cơ chế này có khả năng giảm lượng phát thải carbon toàn cầu ít hơn 0,2% so với một cơ chế mua bán khí thải với giá carbon là 100 euro, tương đương với 108 đô la Mỹ mỗi tấn và không có thuế carbon. Đồng thời, các khoản phí này có thể làm giảm khoảng 0,4% kim ngạch xuất khẩu toàn cầu tới EU và khoảng 1,1% xuất khẩu của châu Á sang EU và ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng của một số nhà sản xuất trong EU. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết đã nhận được đề xuất từ 7 dự án điện gió của Lào, tổng công suất gần 4.150 MW muốn bán điện cho Việt Nam. Theo đó, trong báo cáo của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết điện cho miền Trung và Nam sẽ bảo đảm tới năm 2030 nếu các nguồn mới trong quy hoạch điện 8 bảo đảm tiến độ hoàn thành. Nhưng với miền Bắc, cung ứng điện trong các tháng cuối mùa khô đến năm 2030 sẽ hết sức khó khăn và khu vực này sẽ thiếu điện từ 2025. Vì thế, nhập khẩu từ Lào sẽ hỗ trợ giảm nguy cơ thiếu điện các năm tới. Việc này cũng giúp hạ chi phí mua điện khi tỷ trọng các nguồn giá rẻ như thủy điện giảm dần và các nguồn giá cao như khí LNG, điện gió ngoài khơi có xu hướng tăng theo quy hoạch điện 8. Sản xuất may mặc là một trong số ngành tiêu thụ năng lượng lớn nhất toàn cầu, phát thải 1,2 tỷ tấn khí CO2 mỗi năm, xấp xỉ 10% tổng lượng khí thải carbon toàn cầu. Hiện Việt Nam đã trở thành quốc gia cung ứng lớn thứ hai toàn cầu về hàng may mặc và giày dép cho thị trường Hoa Kỳ, chỉ đứng sau Trung Quốc. Do đó, việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng sạch để giảm phát thải của ngành dệt may có vai trò quan trọng hàng đầu để giúp Việt Nam đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Thực hiện được điều này cũng đồng nghĩa với việc giúp cho các thương hiệu may mặc giảm thiểu tác động tới khí hậu. Thời gian qua, dệt may là một trong những ngành được hưởng lợi nhiều nhất từ Hiệp định EVFTA. Tuy nhiên đến nay, ngành dệt may lại là một trong những ngành đang gặp những khó khăn nhất định trước những tiêu chuẩn xanh mà thị trường này đang đặt ra. Hoa Kỳ sẽ áp dụng trong thời gian tới những cái thay đổi trong chính sách của họ, đặc biệt là cái chính sách liên quan đến chuyển đổi xanh thì sẽ có những cái tác động vừa tích cực và vừa tiêu cực đối với cả doanh nghiệp Việt Nam, và để tận dụng những cái cơ hội trong chuyển đổi xanh thì các doanh nghiệp cũng cần phải thứ nhất là nắm được những cái chính sách đó, những cái tiêu chuẩn đó một cách rõ ràng và đầy đủ nhất để có cái phản ứng chính sách sao nó phù hợp và có những cái chiến lược để phát triển trong thời gian tới. Trong các FTA thế hệ mới đều có cam kết về bảo vệ môi trường và phát thải thấp. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để doanh nghiệp hướng đến đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm khi xuất khẩu, tăng uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp, của ngành dệt may đối với người tiêu dùng. Các doanh nghiệp đã có lựa chọn cho mình để có thể thích ứng với yêu cầu chung của toàn cầu. Trong 2 năm qua, chúng tôi đã chuyển đổi cơ bản từ đốt than trước kia là nhiên liệu hóa thạch sang đốt bằng những cái nguyên liệu sinh khối và chúng tôi chuyển sang nồi đốt điện. Cái thứ hai nữa là về nguồn nguyên liệu điện hiện nay thì bên cạnh cái việc sử dụng cái nguồn điện hiện có của EVN thì chúng tôi cũng đã kết hợp với tổ chức Green Yellow của Pháp để mà chúng tôi sử dụng và lắp đặt cái hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái để mà chúng tôi giảm thiểu cái việc sử dụng điện có cái nguồn gốc từ cái nhiên liệu hóa thạch như là than hoặc là dầu hoặc là khí đốt. Không giống như hầu hết các cơ sở thương mại, phần lớn các nhà máy dệt đều có diện tích mái rộng lớn không có mái che và những khu đất rộng lớn chưa sử dụng. Việc lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời trên những khu vực không có bóng râm và không được sử dụng này là một công việc tương đối dễ dàng. 5 năm vừa rồi, đặc biệt là 3 năm gần đây thì ngành dệt may Việt Nam đã đầu tư vào cái chương trình phát triển bền vững và chương trình hàng hóa. Tôi nói cụ thể như này, thứ nhất ấy, là hầu hết các doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam đã đầu tư vào cái hệ thống năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời, năng lượng áp mái. Đây là một cái giải pháp mà nó cũng là một cái điểm cộng cho doanh nghiệp khi mà sản xuất các nhãn hàng cho các cái nước trên toàn cầu. Hiện doanh nghiệp này có hơn 4.000 công nhân làm việc tại 6 phân xưởng, mỗi phân xưởng có diện tích mái khoảng 9.000 m2. Đơn vị điện tiêu thụ bình quân khoảng 420.000 kWh một tháng, tương đương khoảng 900 triệu đồng tiền điện. Năm 2021, công ty đầu tư 10 tỷ đồng lắp hơn 2,2 nghìn tấm pin năng lượng mặt trời với tổng công suất 1 MW. Với 1 mê thì chúng tôi đang tính chỉ theo giá sản xuất ra thì một năm là chúng tôi đang tiết kiệm khoảng độ 2 tỷ, tức là sản lượng điện để tiêu thụ ra tiết kiệm được khoảng 2 tỷ đồng. Như vậy thì chúng tôi với xu thế mà 1 mê đấy chúng tôi đang là giảm được khoảng 20 đến 25% cái lượng điện của công ty. Thế thì trong cái tương lai tới thì chúng tôi sẽ đầu tư khoảng 5 mê và 5 mê thì sẽ đảm bảo là trong cái thời tiết bình thường chúng tôi sẽ dùng 100% điện năng lượng mặt trời tái tạo. Lúc đó chúng tôi sẽ gần như là sẽ tiết kiệm được rất là nhiều cái liên quan đến cái sử dụng cái năng lượng khác để giảm thải các phát thải môi trường. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích, các cơ sở dệt may cũng phải đối diện với một số thách thức trong việc triển khai điện năng lượng mặt trời trong ngành dệt may. Chi phí trả trước đáng kể liên quan đến việc lắp đặt cơ sở hạ tầng năng lượng mặt trời là một trong những trở ngại chính cho việc sử dụng điện năng lượng mặt trời trong ngành dệt may. Riêng đối với các công ty dệt may vừa và nhỏ, giá của các tấm pin năng lượng mặt trời, bộ biến tần, pin và lắp đặt có thể là một trở ngại. Hàng rào tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, liên quan đến là phát thải ròng giảm dần và bằng không, liên quan đến chuyển đổi năng lượng, đồng thời liên quan đến chuyển đổi, thậm chí là chuyển đổi thông minh. Cho nên tất cả những cái đó nó tạo cái rào cản kỹ thuật rất lớn mà đòi hỏi cái chi phí tuân thủ rất cao. Và các cái đối thủ cạnh tranh của Việt Nam về mặt hàng dệt may da dày này, đặc biệt là những cái nước mà nhiều lao động như là Campuchia, Sri Lanka, Bangladesh hay là Ấn Độ thì cạnh tranh gay gắt. Giá lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời liên tục giảm do những đột phá về công nghệ và ưu đãi của chính phủ. Đặc biệt trong năm 2023, giá của các thiết bị điện mặt trời, trong đó giá tấm pin đã giảm đáng kể, chỉ còn 4.000 đến 5.000 đồng một watt. Với suất đầu tư từ 12 đến 14 triệu trên 1 kW cho các hệ thống điện năng lượng mặt trời công nghiệp, đây đang là mức giá giảm khá sâu so với vài năm về trước. Ngành dệt may có thể hưởng lợi lớn nhờ triển khai các dự án năng lượng mặt trời trên quy mô lớn. Trong các cái hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư thì cái môi trường đầu tư và các chính sách đầu tư Việt Nam còn rất là nhiều bất cập, đặc biệt kể cả đến những cái chính sách mà hỗ trợ cho việc xanh, cụ thể ví dụ như là cái điện áp mái này. Với mỗi cái dự án chúng tôi có khoảng 2 đến 3 hectare mái và có nhiều tỉnh thì thực sự là rất khó khăn. Theo các chuyên gia, nhược điểm thực sự của năng lượng mặt trời là giảm công suất xuống mức 0 sau 6 giờ tối. Các tấm pin mặt trời bắt đầu sản xuất năng lượng từ 6 giờ 30 phút sáng và đạt công suất cao nhất trong khoảng thời gian từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Do vậy, những doanh nghiệp dệt may có thời gian làm việc chủ yếu vào ban ngày sẽ sử dụng được tối ưu nguồn điện mặt trời. Vì vậy, cần có sự đầu tư hài hòa về mặt nguồn điện tái tạo và nguồn điện truyền thống. Nhiều doanh nghiệp ngành dệt may đã tự đầu tư hoặc hợp tác với các quỹ đầu tư, nhà phát triển để lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà máy, sử dụng năng lượng sạch phục vụ sản xuất. Có thể thấy, mặc dù có những trở ngại, nhưng năng lượng mặt trời trong dệt may có tiềm năng đóng góp đáng kể vào các phương pháp sản xuất bền vững. Tập trung xây dựng những cái điện mặt trời áp mái để sử dụng ngay tại trong khu công nghiệp, thậm chí là có khi nó còn thừa để mà bán ra bên ngoài. Tôi nói ví dụ như thế, rất nhiều những cái vấn đề mà chúng ta có thể giải quyết được nếu chúng ta xây dựng được những cái tổ hợp cũng như cái khu công nghiệp lớn theo đúng như là cái quyết định 1643 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt cái chiến lược phát triển ngành dệt may Việt Nam và da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035. Nhận thức về tác động của khí thải nhà kính và các giải pháp năng lượng cho biến đổi khí hậu đang tăng nhanh từ người tiêu dùng và các thương hiệu toàn cầu gia công sản xuất tại Việt Nam. Nhiều thương hiệu may mặc đã đặt ra các mục tiêu giảm phát thải dựa trên khoa học hoặc tuân thủ thực hiện các cam kết và mục tiêu bền vững tương tự. Ngày càng có nhiều nhà sản xuất may mặc tại Việt Nam đã và đang chuyển đổi sang năng lượng sạch theo các chính sách trách nhiệm xã hội môi trường của công ty. Ngay cả khi các nhà sản xuất tại Việt Nam chưa chủ động trong giảm phát thải, việc tiếp tục hợp tác chặt chẽ với người tiêu dùng và các thương hiệu thực sự quan tâm đến vấn đề khí hậu cũng khuyến khích sự chuyển dịch này diễn ra nhanh chóng hơn. Năm 2023, các nước trong Liên minh châu Âu đã lắp đặt mức công suất điện mặt trời lớn chưa từng thấy, tăng 40% so với năm 2022 theo dữ liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA. Phần lớn số tấm pin và linh kiện được lắp đặt là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, trong một số trường hợp, tỷ lệ lên tới 95%. Sự bùng nổ xanh này đã không mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất tấm pin mặt trời của châu Âu. Những công ty với số lượng ít ỏi và đang chìm trong khủng hoảng do không cạnh tranh được với hàng nhập khẩu giá rẻ và vật lộn với tình trạng dư thừa nguồn cung. Các tuyên bố dừng sản xuất liên tục được đưa ra. Trong một tuyên bố gửi Ủy ban châu Âu EC vào tháng 11 năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đức Robert Habeck bày tỏ sự lo ngại rằng EU có thể sắp áp hạn chế đối với tấm pin mặt trời nhập khẩu từ Trung Quốc. Việc hạn chế nhập khẩu tấm pin mặt trời từ Trung Quốc có thể bóp nghẹt sự phát triển mạnh mẽ của năng lượng xanh và khiến 90% thị trường tấm pin mặt trời ở châu Âu trở nên đắt đỏ hơn. Điều này sẽ đặt ra nguy cơ phá sản với các công ty EU đã lắp đặt tấm pin mặt trời sử dụng linh kiện nhập khẩu. Trong khi đó, Tây Ban Nha vẫn để ngỏ khả năng áp thuế quan lên vật liệu tấm pin mặt trời. Hà Lan thì muốn đưa tấm pin mặt trời nhập khẩu vào danh sách chịu thuế carbon của EU. Italy tuyên bố đầu tư 90 triệu euro, tương đương với 97 triệu đô la Mỹ vào một nhà máy sản xuất tấm quang phổ ở vùng Sicily. Hiện chúng ta phần lớn dựa vào nhập khẩu để đạt các mục tiêu phát triển năng lượng mặt trời của EU, nên bất kỳ biện pháp nào cũng cần phải được cân nhắc kỹ càng. Các nhà sản xuất tấm pin mặt trời trong khu vực đã hối thúc chính phủ vào cuộc để mua lượng hàng tồn kho nhằm giảm bớt tình trạng dư thừa nguồn cung. Họ nói rằng nếu việc này không được triển khai một cách nhanh chóng, các chính phủ nên tính đến việc dựng hàng rào thương mại. Trong khi đó, ngành năng lượng xanh nói chung phản đối việc áp hạn chế nhập khẩu. Chúng ta không thể giảm ngay được sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Vì nếu thế, chúng ta không thể xây dựng được các dự án. Giá tấm pin mặt trời đã tăng ở Mỹ, quốc gia đã áp thuế quan lên tấm pin mặt trời nhập khẩu từ Trung Quốc. Điều này gây hiệu ứng lạm phát. Giá tấm pin ở Mỹ đang cao gấp hơn 2 lần ở châu Âu. Các nhà sản xuất châu Âu cũng bày tỏ rằng hy vọng về một ngành công nghiệp điện mặt trời có năng lực cạnh tranh cao của khu vực là rất mong manh. Châu Âu đang ở trong một cuộc chiến giá cả với Trung Quốc. Chúng tôi cũng đang có kế hoạch đóng cửa một nhà máy sản xuất mô đun quang phổ liên tục thua lỗ ở Đức vì không có sự hỗ trợ của EU. Các nhà sản xuất Trung Quốc giờ đây đang giữ lập trường bàn phá giá trên thị trường châu Âu, chào các hợp đồng 2 năm với mức giá liên tục thấp hơn so với giá trên thị trường giao ngay. Vì thế, châu Âu rõ ràng khó có thể cạnh tranh được.